Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Super Car Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng, khám phá và trải nghiệm nhanh em Mini Coupe đời 2021-2022 tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đây là phiên bản nâng cấp này. Đó, vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đây là chiếc Mini Coupe phiên bản Convertible các bạn nhé. Mui trần, mui mềm đó các bạn. Chiếc này thì bên ngoài nó có ngoại thất màu và xanh, xanh vàng nõn chuối. Tuy nhiên khi mình quay lên này thì nó lại thành vàng tươi. Đấy các bạn nhìn này, phần đầu xe với sự khác biệt lớn nhất chính là cái cụm lưới tản nhiệt kiểu mới trên chiếc Mini Coupe này. Phiên bản tiêu chuẩn của Mini Coupe thì cái lưới tản nhiệt nó sẽ có một cái nan ngang cỡ lớn sơn với trùng màu ngoại thất, và phía trên và phía dưới nó sẽ có các cái khe hút gió các bạn này. Đó, đây là phiên bản tiêu chuẩn nhé. Sẽ có một cái nan ngang cỡ lớn và cái lưới tản nhiệt thì nó vẫn có phong cách thiết kế quen thuộc của Mini Coupe thôi. Nhưng là nó được bổ sung thêm một cái nan ngang tạo điểm nhấn cho cái phần đầu xe. Trên nắp capo thì cũng có hai cái bộ tem màu đen và màu trắng chạy sọc, và chính giữa thì có cái logo của Mini đó các bạn, cái đầu xe của Mini Coupe Convertible 2021-2022. Cụm đèn pha LED mới được thiết kế trông nó ấn tượng hơn với đèn LED định vị hình elip cắt vát các bạn nhé. Và đèn pha chính là một cái bóng gương cầu rất lớn ở bên trong luôn, và thiết kế của cái cụm đèn pha này vẫn đặc trưng của Mini Coupe, nhìn các bạn nhận ra ngay đây là một chiếc Mini Coupe nhé. Đó, đây là đầu xe. Ở hai bên thân xe thì chúng ta sẽ có một bộ mâm mới trên Mini Coupe. Kích thước của trên phiên bản này là 17 inch lốp 205/45 với thiết kế hai màu các chấu hình chữ V, màu bạc và màu đen nữa nhé. Phanh đĩa ở phía trước, vỏ bánh trước thì được làm từ nhựa màu đen, hốp hai bên thân xe cũng có nhựa màu đen. Gương chiếu hậu thì thiết kế theo phong cách cá tính chuẩn của Mini luôn, và chúng ta cũng có thể thấy có cái đèn đây, cái mắt này là cái đèn chiếu cái logo của Mini xuống hai bên thân xe các bạn nhé. Khi mình chưa mở cửa thì nó sẽ chưa hiện lên. Gương chiếu hậu thiết kế tròn, phong cách rất là cá tính luôn. Đây là một phiên bản mui trần nên khi mở mui ra các bạn sẽ thấy này, là một chiếc mui trần rất cá tính. Đi phố hay là đi dạo phố biển hoặc là những cái buổi chiều ngắm hoàng hôn thì cực kỳ đẹp luôn. Tổng thể phần đuôi của chiếc Mini Coupe, anh em nên quan sát này, phần đuôi xe này, với cụm đèn hậu chính là cái tâm điểm đáng chú ý nhất. Đó, cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ cờ của Vương quốc Anh các bạn nhé. Các bạn nhìn không? Đèn LED lấy cảm hứng từ cờ của Vương quốc Anh, và có ốp viền kim loại mạ chrome xung quanh. Ốp cản sau làm từ nhựa màu đen. Với phiên bản này thì sẽ có ống xả đơn đặt đối xứng, đặt một bên thôi, ống xả đơn đặt ở bên trái thôi. Đó. Bên này thì có logo của thương hiệu đó, Mini Coupe. Và chiếc này thì có camera lùi các bạn nhé. Đó là tổng thể một vòng của chiếc Mini Coupe phiên bản Convertible này. Mẫu xe có 3 cửa nhé, hai bên hai cửa, một cửa phía sau. Đây, tổng thể cái phần đầu xe này các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong và khám phá nội thất của xe. Khi các bạn nhìn từ bên ngoài và khi mở mui thì các bạn sẽ quan sát được toàn bộ tổng thể cái khoang cabin cũng như khoang sau của xe với hai vị trí ngồi các bạn nhé. Và ghế ngồi thì đều được bọc da cao cấp, hai vị trí ngồi với khoảng giữ chân cũng rất là ok, không phải là quá chật. Có một ngăn để đồ ở đây, hai bên thì đều có màng loa hai bên đó các bạn nhé. Ở đây khi các bạn vào cửa ra, các bạn sẽ quan sát được cái vị trí ghế phụ. Các bạn muốn vào hàng ghế sau các bạn sẽ có cái chốt đây, gập một cái thì sẽ có một cái lối để đi vào nhé. Có bốn lối đi vào ngồi ngồi hàng ghế thứ hai, hai vị trí ghế ngồi rất to luôn. Và khi các bạn vào xong rồi thì các bạn sẽ ngửa cái ghế này xuống, và toàn bộ ghế ngồi trên Mini Coupe phiên bản này đều được chỉnh cơ. Tất cả các vị trí hai ghế trước đều được chỉnh cơ đây, các cái cơ cấu cơ các bạn, ngay cả cái đệm bắp đùi đây cũng được chỉnh cơ các bạn nhé. Các bạn sẽ cho nó thu vào hoặc là kéo nó ra thì nó đều được chỉnh cơ. Ghế ngồi cũng trượt lên trượt xuống bằng phong cách cơ. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, không có đục lỗ các bạn, đây là da trơn và không có đục lỗ thông hơ nhé. Ghế ngồi thì thiết kế theo phong cách thể thao các bạn nhìn này, thành ghế hai bên nhô rất cao. Đó, vị trí ghế lái cũng thế các bạn nhìn, có thiết kế rất là thể thao luôn. Tựa đầu cũng được mô phỏng cái cờ Vương quốc Anh các bạn nhé, và được đục lỗ thông hơ trên tựa đầu. Đây, cái ghế lái và ghế phụ nhìn từ phía sau này. Đây là toàn bộ không gian khoang cabin của mẫu xe cá tính trẻ trung năng động dành cho những người trẻ các bạn nhé. Đó, toàn bộ không gian khoang cabin này. Ở đây thì ốp trang trí bằng nhựa đen bóng này, các cái cửa gió điều hòa tròn và được thiết kế cũng rất là ấn tượng. Vị trí cửa bên ghế phụ có màng loa này, được bọc vải bọc da màu đen. Logo Mini gắn tại bậu cửa này. Đây, bây giờ thì mình sẽ sang vị trí ghế lái để khám phá kỹ hơn các bạn nhé. Đây, mở cửa vào vị trí ghế lái. Ghế lái thì cũng được chỉnh cơ, toàn bộ ghế ngồi được chỉnh cơ, và các bạn ghế trước ghế sau đều chỉnh cơ.
phía sau thì em mình quan sát thêm có thể ngả người đi không. Ồ, phía sau thì nó cố định rồi các bạn nhé, không ngả hay không như nào cả, trông như thành ghế hơi dựng các bạn nhé. Đây cái góc này các bạn thấy thành ghế hơi dựng này. Rồi tiếp theo vào vị trí ghế lái đi. Mình đã có mặt bên trong khoang cabin của xe. Uầy, đúng là thiết kế rất cá tính luôn các bạn ạ. Trượt cái ghế lái xuống một chút. Đóng cái cửa vào này. Uầy, cửa đóng chắc địch luôn. Đây là toàn bộ không gian khoang cabin, anh em thấy quan sát. Đó, một chiếc Mini Coupe. Vô lăng 3 chấu bọc da, không có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Bên này thì có cài đặt lim này và set cruise control các bạn nhé. Bên này thì có những cái phím bấm như làm thoại đánh tay, tăng giảm âm lượng lên xuống thì rất là quen thuộc rồi. Màn hình phía sau vô lăng đó cũng được thiết kế rất là tinh tế và nó cũng quen thuộc rồi. Ở trên những cái phiên bản cũ thì nó cũng có thiết kế như này các bạn. Màn hình là màn hình điện tử, thiết kế sắc nét luôn. Ở bên này thì chúng ta có màn hình cảm ứng hơn 8 inch và có thể kết nối với Apple CarPlay. Ở đây thì đây dạng cảm ứng các bạn nhé, các bạn thể vào này. Media này, Comfort này, Navigator này, Mini này, Apps này. Vào Navigator này. Đó, chưa hiển thị các bạn. Mình sẽ vào Mini này. Đó, cài đặt về chiếc xe của các bạn nhé. Các bạn sẽ cài đặt được rất nhiều thứ ở đây. Rồi, quay lại này. Vào Media này. Các bạn có thể vào được FM này. Kết nối Bluetooth, USB, Sound này. Các bạn kết nối với Apple CarPlay bằng cắm dây các bạn nhé. Nó có cái màn hình này là trung tâm là 8 inch chạy ngang thôi. Đặt trong cái khung ngủ tròn. Và hiển thị rất đẹp luôn. Khi các bạn điều chỉnh điều hòa ấy, thì nó sẽ hiển thị. Nó sẽ hiển thị ở cái đường sáng light ở cái vòng tròn to đấy các bạn. Đây, ví dụ như mình tăng lên ấy, thì nó sẽ hiển thị đỏ hơn. Còn mình giảm nhiệt độ xuống ấy, thì nó sẽ xanh. Đó, nó chuyển sang bên xanh các bạn. Đó, nhìn trông rất hay các bạn nhỉ. Đó, hai bên nhé các bạn nhé, cửa gió điều hòa tự động. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ở phía trên. Và đây này, các cái hàng phím bấm như những cái phím đàn piano. Và các bạn thì quan sát thấy cái nút khởi động Startup Energy đặt tại vị trí này, đỏ chót luôn. Đó, các bạn dùng ấn xuống để khởi động các bạn nhé. Phía dưới cũng có các cái phím bấm như hệ thống làm mát này, lấy gió trong, lấy gió ngoài, AC này, mắc AC này. Các cái phím bấm ở đây tắt chống trơn trượt này. Cái tắt cảm biến này, chế độ lái Sport và Green này. Đó, ở bên này chế độ lái các bạn sẽ điều chỉnh ở bên này. Có cửa gió điều hòa tại hai bên cái cụm màn hình này. Trông cũng rất là ấn tượng các bạn nhỉ, cá tính và chuẩn theo phong cách dành cho các bạn trẻ luôn. Cần số đặt vị trí trung tâm này. Đó, có PRND, MS này. Có phanh tay cơ này. Ở đây có một cái núm để điều chỉnh này. Các bạn có thể điều chỉnh cái màn hình này. Đó, các bạn điều chỉnh cái màn hình này thông qua cái cụm ở dưới đây nhé. Nếu như các bạn không muốn dùng cảm ứng thì các bạn dùng cái cụm này. Có các phím tắt này, Media, Maps, Comfort, Navigator này. Và Media, Maps, Navigator, này. Com này. Menu này. Ở đây có Back Option này. Đó, đây là cái cụm điều khiển phím tắt này. Nếu như các bạn không muốn dùng cảm ứng thì các bạn dùng ở đây. Lái xe rồi thì các bạn ít khi dùng cảm ứng thì các bạn sẽ dùng ở đây và dùng nó dễ hơn. Đó, ghế phụ này. Có các cái cổng kết nối như đây. Đó, các bạn kết nối Apple CarPlay ở phía dưới này các bạn nhé, không có kết nối với Android Auto. Có các cái khay để cốc này. Đây là chìa khóa của chiếc Mini Coupe và chìa khóa cũng nhìn thiết kế rất cá tính luôn. Đó, toàn bộ không gian khoang cabin của xe. Chiếc này thì được trang bị động cơ 1.5 lít 3 xi lanh tăng áp các bạn nhé, 134 mã và 162 Nm. Đó. Với một mẫu xe nhỏ như này thì công suất như thế là quá ok rồi. Mình đã từng chạy nhiều chiếc Mini và cảm giác xe rất nhẹ, các bạn đạp nó rất vọt luôn. Và chạy trong phố luồn lách thì cực kỳ thích luôn. Đó, chiếc này thì vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đó, anh em nào quan tâm có thể qua ngay showroom BMW Lê Duẩn Hà Nội nhé. Chiếc này thì đang được trưng bày tại đây. Còn bây giờ thì mình xin phép kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.